Bi kịch của những gia đình không được công nhận là diện nhà nghèo. Không có thu nhập, cuộc sống cơ cực nhưng tỷ lệ các gia đình nghèo ở vùng nông thôn vẫn cứ giảm nhanh. Hai vợ chồng ông Hà Tiến Sở, 75 tuổi, ở trong một căn nhà cũ nát, mỗi ngày ăn những củ khoai lang của người hàng xóm cho. Cả hai ông bà đều bị bệnh, nằm một chỗ nhưng không có tiền đi khám bệnh hay mua thuốc. Hai ông bà có 3.9 xào ruộng, làm không đủ ăn do không có sức để chăm sóc. Họ cũng chẳng có vốn để chăn nuôi. Thế nhưng gia đình của ông bà không được đưa vào danh sách hộ nghèo. Chuyện lạ nhưng ở vùng quê, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam này đã trở thành chuyện bình thường vì bên cạnh gia đình của ông bà Sở, còn có nhiều gia đình khác cũng đang ở trong tình trạng bi đát không kém nhưng họ vẫn không nhận được sự trợ giúp của nhà nước. Theo ông Trương Đình Điển là trưởng thôn 1 ở xã An Ninh cho biết, trên xã đã ra lệnh các thôn chỉ được phép có 10% gia đình nghèo mà thôi. Trong thôn 1 có 202 gia đình nên theo chỉ tiêu của xã đưa xuống chỉ có 23 gia đình được phép nghèo. Do vậy, ông bà Sở phải nhường quy chế nhà nghèo cho đứa con gái của mình để chờ đứa cháu ngoại có thể được đi học. Người dân ở xã An Ninh ai cũng muốn được vào danh sách diện nhà nghèo. Có người xin diện nhà nghèo để cho con đi học, có người xin để có thể có được cái thẻ bảo hiểm để đi khám bệnh. Diện gia đình nghèo còn được trợ cấp mỗi tháng 30.000 đồng tiền điện. Ở vùng quê, những chi phí này rất nặng nề so với thu nhập của các gia đình nên đỡ được khoản nào hay khoản nấy. Vì thế, cái sổ hộ nghèo thành ra rất quan trọng. Nhưng chỉ tiêu chỉ có 10% nên rất nhiều người phải chịu thiệt thòi, phải thoát nghèo mặc dù hầu hết các gia đình trong xã An Ninh đều không có thu nhập hơn 300.000 đồng mỗi tháng.